Vâng, ngay lúc này ngày 22 tháng 10 năm 2024 nhằm ngày 30 tháng 8 năm Giáp Thìn tại chùa Cốt Thâm của xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, người dân đang rất là háo hức hò reo cùng nhau kéo lên chiếc cơ ngò được sư chủ trì đóng mới tại nước bạn Campuchia và mang về chùa Cốt Thâm của xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Hôm nay thì Thái Dương TV sẽ cùng các bạn đi đến ngôi chùa này để cùng tận mắt chứng kiến bằng xương bằng thịt chiếc ghe ngò độc mộc duy nhất ở Việt Nam hiện nay được chùa Cốt Thâm đóng mới nhằm mục đích là giữ nét truyền thống của chiếc ghe ngò độc mộc truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer đang sống tại miền Tây của Việt Nam, và đa số hầu như hiện nay 100% những chiếc ghe ngò đều đóng bằng ván ghép. Thì đây chính là chiếc ghe ngò độc mộc duy nhất đã có mặt ở Việt Nam mình đến thời điểm hiện tại. Nào, mời cả nhà mình cùng theo chân Thái Dương TV nhé. Rồi, ok các bạn nha, bạn thấy gì chưa? Thì hôm qua là mình vừa tới về tới dòng riền để chuẩn bị đi quay về cái giải đua ghe ngò huyện dòng riền mở rộng năm 2024 nhân dịp lễ dỗ của chị Mai Thị Nương nha. Thì mình thấy mấy anh em có đăng bên cái chùa Cốt Thâm đó, các bạn thấy chưa? Đó là cổng chùa đây, đây cái bến hôm qua kéo ghe lên đây đó. Đấy, mình đã tới rồi nha. Thì sau khi mình nghe thông tin thì thật sự mà nói là mình rất là háo hức luôn, cho nên là mình quyết định là sáng thức dậy là không ăn sáng luôn, là chạy một tăng một qua tới bên đây. Thì từ bên dùng riền chạy qua đây là 60 cây số luôn các bạn. Đó là mình chạy xiết qua để mà quay để chia sẻ cho cả nhà mình xem về cái chiếc ghe ngò độc mộc của chùa Cốt Thâm vừa mang về từ Campuchia. Đấy, thì mình sẽ vào để quay và cho cả nhà mình cùng tận mắt chứng kiến chiếc ghe ngò độc mộc của Campuchia được sư chủ trì chùa Cốt Thâm mang về. Thì cái này mình nghe thông tin thì cũng lâu rồi, nhưng mà mình cũng không biết là có thật hay không, nhưng mà bây giờ thì thật sự là đã thật rồi nha các bạn. Đó, đã là sư đã mang về tới chùa rồi. Ngày sáng nay hôm qua thì cho lên này luôn, kìa, nằm kìa, nghĩa là cái ghe chưa có hoa văn. Đó, lên là vẽ hoa văn này kia. Chiếc ghe này thì sắp tới đây thì sẽ có mặt tại Sóc Trăng ở giải đua ốc bóc 2024 ha. Đó, thì tới bữa nay là thứ năm, sáu, thứ bảy, chủ nhật, nghĩa là 3 ngày nữa thì Cốt Thâm sẽ đưa ghe thi đấu sang huyện Dùng Riền ha. Rồi sáng thứ hai là đội sẽ có mặt để test cần câu tại sông Kênh Sáng Thanh Hưng. Đó, đây các bạn, mình đã vào tới rồi, thì mình qua tới đây là trưa rồi. Đó, đi từ Dùng Riền mà đi qua tới đây là phải đi qua đò, qua đồn lum hết trơn các bạn ơi. Đây, cả nhà mình cùng chứng kiến khoảnh khắc chiếc ghe ngò duy nhất. À, đây là mẫu của Campuchia. Đó, chiếc ghe ngò duy nhất ở Việt Nam mình thời điểm hiện tại. Đó, một chiếc ghe ngò độc mộc. Đó, hiện tại thì chưa có hoa văn nha, từ từ sư sẽ lên hoa văn. Đó, hôm qua chắc phải cảo lên các bạn, cảo lên chứ khiêng không nổi. Đây, mình đi lên cho thấp để cho cả nhà mình cùng xem. Dáng rất là dày luôn các bạn ơi, các bạn thấy hai lóng tay mình ha, dáng rất là dày. Đó, thì cái lườn dứ là bằng cây gỗ nguyên khối nha, gỗ nguyên khối. Thì cũng có lắp thêm dáng nhảy ở trên. Đó, lắp thêm dáng nhảy ở trên. Đây là bằng ghế ngồi, ghế ngồi. Chiếc ghe này theo mình được biết là sư đặt đóng theo cái số lượng đua của Việt Nam mình là 60 người. Đó, cho nên là cái ghe này thì không phải dài giống như ghe ở Campuchia. Ghe này chỉ 60 người thôi, Campuchia là bơi tới 80 người. Đó, thành ra là chiếc ghe ngon này chỉ có chiều dài là 31 mét mấy thôi.
Tổng chiều dài là 31 mét mấy. Đây, nhìn cái đuôi nữa các bạn. Này, cái lằn là tấm dáng nhảy. Nhảy nằm trên, lên tới đây hết dáng nhảy. Đó. Quá đẹp luôn. Đi xa xa cho cả nhà mình xem ha. Đấy, do nó hơi dài á, là do cái đầu và cái đuôi á, là có một khoảng là sẽ chỉ ngồi được một người, cho nên là nó sẽ vì cái đó mà cho nên là chiếc ghe nó sẽ dài. Đó, mọi người thấy không, đứng vô tới góc khuất luôn mà chưa lấy được hết cái chiếc ghe nữa. Ghe rất là dài. Đây thì lồng cũng khá là sâu nha các bạn. Lồng thì khá là sâu, để mình sẽ lấy mình đo thử cái lồng ha. Rồi mình vừa đo hạo thử cái điểm sâu nhất của cái bụng, thì cái chiều sâu của nó là từ dưới đáy lên tới cái mặt tấm giác nhảy là 5 phân. À, 5 tấc cho lòng nhầm. 5 tấc, 5 tấc trên 5 tấc. À, còn cái bề ngang là nó khoảng 1m2, 1m3 gì đó. Khoảng 1m3 ha, là phủ bì. Đó, 1m3 phủ bì. À, như mình nói là chiếc ghe này chỉ bơi ở số lượng là 60 vận động viên. Và một số vận động viên ngồi đầu nè các bạn. Đó, một số vận động viên ngồi đầu này á, là họ chỉ ngồi được có một người thôi, chứ không có ngồi được hai người giống như ghe ghe truyền thống của Sóc Trăng đang hiện nay, ở kia Việt Nam đang bơi hiện nay là ngồi hai người. Nó có thể là từ đây hoặc là từ đây nè mới ngồi được hai người nè. Đó, cái này mới ngồi 1, 2, 3, 4 hàng gì đó. Đó, thì cũng có thể là nhìn các bạn sạch trên cái ghe của Campuchia người ta thi đấu á, thì mấy cái người ngồi đầu á, là chỉ ngồi được có một người à. Đó, 4-5 hàng gì đó là chỉ ngồi được một người thôi, rồi xuống là nó mới tới được ngồi hai người. Đó, vì cái lẽ đó mà chiếc ghe nó có thể là dài hơn khoảng 1,5 m rồi đó. Đó, mình sẽ lên. Thì chiếc ghe mình thấy là như các bạn có thể nhìn thấy nè, đó là cái mũi này nó dảnh khá là nhiều đó. Tức là từ cái khoảng thân bụng đó đó, vì sao là nói còn cái mũi này nó rất là dảnh. Rồi khi mà cái ghe xuống á, là một cái nghĩa là cái từ cái đoạn dảnh nó từ cái đoạn cái cảo á, là cái đít nó sẽ bị nhổng cao hơn ha. Nếu mà xuống nước á, theo mình suy đoán nha, xuống nước á, là cái đít nó sẽ bị nhổng cao lên hơn cái mũi đó. Thì dáng thì khá là dày nha. Nói chung thì cũng bơi ở sông Macbro á, thì không biết chiếc ghe này nó có đạt được vận tốc hay là không, nhưng mà dáng thì nó dày. Còn ở Campuchia thì người ta bơi sông lớn ha, người ta bơi trên biển hồ, người ta bơi sông sâu. Thì chiếc ghe này thì cái mẫu mã của nó thì nó sâu. Ghe này có thể nói là nếu mà bơi ở bên Kiên Giang, bơi ở bên sông Gò Quao là có thể là ok. Còn bơi sông Macbro thì không biết sao. Đó, còn dự kiến là có lên về, nói chung là về mà bên chùa rồi, không biết thì mấy sư mấy thợ đồ này kia có cho phép là thay đổi lại thiết kế một tí, như là mình nói là ví dụ như lên cần câu này kia, thì cái đó không biết có hay không, mình cũng chưa nắm bắt được thông tin. Đó, thì chùa Bách Thum á, là nào giờ á, là sư chơi cây nhà lá vườn, không có mướn thợ mướn thiết gì hết trơn á, không có thợ nổi tiếng như là Danh Vũ hay là gì đó đóng. Sư chỉ chơi cây nhà lá vườn thôi. Đó, thì hồi năm 2023 thì tâm điểm thuộc về chiếc ghe ngò của Băng Tôn Sa, khi đóng chiếc ghe Thao Lao thì ai cũng đang chú ý chiếc xe đó. Chiếc ghe đó thì coi như là tâm điểm của năm 2023. Thì năm 2024 này thì chiếc ghe độc mộc của chùa Cốt Thâm sẽ là tâm điểm chú ý nhất
ở tại giải đua gà ngò Sóc Trăng Ông Bóc 2024 nha. Thì cái cây này mình thấy là ở dưới này nó có điểm khuyết nè các bạn, dưới này nó có điểm khuyết. Thì cái cây bằng gỗ gỗ tự nhiên thì đương nhiên là nó phải khuyết rồi. Để tạo được một chiếc ghe như thế này á, là mình nghe mấy sư nói là khi mà người ta đục ra rồi phải không, là người ta có cái cạo, người ta cạo cho nó bung ra, người ta cạo, người ta hơ lửa, người ta đốt lửa, người ta cạo cho nó bung ra, nó mới được cái mặt bự như thế này nha, chứ không phải là cái cây nó to như thế này nha các bạn. Nó cái cây nó nhỏ hơn, có thể là cái cây này cái bề ngang nó là chừng khoảng 1 mét đi, thì người khi mà người ta rọc xong người ta sẽ cạo cho nó bung ra là thành 1m2, 1m3 đó, ví dụ là vậy đó các bạn, hiểu chưa đó, chứ không phải là cái cây nó bự sẵn như thế này nha đó. Nói đúng hơn thì phần gỗ nguyên khối liền thì nó sẽ nằm ở phần đáy đó, ở trên là vẫn là đi dán nhảy ha. Thì sư theo như mình cũng có biết là sư là đang muốn có cái chiếc ghe này coi như là chiếc ghe đúng của truyền thống ghe ngò của người Khmer, đúng truyền thống. Thì theo như mình nhớ mãi mãi á, là ghe đóng gián ghép bây giờ, ngày xưa là hình như là cũng là bơi ghe độc mộc á, nhưng mà ghe đóng gián ghép bây giờ là hình như là khởi đầu của chiếc ghe đóng gián ghép hiện nay, thì mình nhớ mãi mãi có phải là Tam Sóc không các bạn, có phải là Tam Sóc là người khởi đầu mới chiếc ghe đầu tiên của cái ghe gián ghép hiện tại không? Tại vì mình nhớ mãi mãi nhưng mà lâu quá rồi mình không có, kiểu như lâu quá không có nói tới cho nên mình quên. Ngày xưa mình khi mà đi quay ngon này mình tìm hiểu rất là nhiều, mình nắm rất khá nhiều thông tin, nhưng mà mình quay thì mình không có nói hết, không có đụng chuyện để nói, cho nên dần dần già mình quên đó các bạn. Quá chiếc ghe nhìn nói chung là mình theo như mình suy đoán thì khả năng cao là sư chủ trì sẽ cho chỉnh sửa này kia rồi lại một tí ha, như là cái mũi nè, chỗ ngồi nè, chỗ để đồ thờ này kia nè, chiếc ghe này cũng chưa có lên mắt đồ nè đó. Đó, ghe mình, ghe của Việt Nam hiện tại thì cái mũi là một khúc gỗ ghép, còn cái này là liền luôn các bạn, liền luôn, trải dài luôn 33 mét mấy, 33 mét 3 hay là 33 mét 7 gì đó các bạn, mình quên rồi. Hồi nãy thì có một chú sư, có một sư ở đây, sư cũng có nói, còn sư chủ trì thì nghe điện thoại miết cho nên mình không có hỏi được các bạn. Mình chỉ đứng nói chuyện với một vị sư khác cũng như là bạn của vị sư chủ trì này, cũng lại để coi chiếc ghe. Vị sư chủ trì chắc là bây giờ chắc cũng đang là đang là ráo riết nghe điện thoại của nhiều người hỏi thăm á các bạn. Đây là nhìn cảnh quan, nhìn từ trên xuống. Đó. Nếu như mà ở Campuchia là hình như là 1, 2, 3 cái thanh đầu đó là không có vận động viên ngồi nè, chỉ ngồi từ cái thanh này nè. Đó. 1, 2, 3 nè, hình như tới thanh này nè mới có 2 người ngồi được nè. Đó. Mình nghĩ là sẽ có thay đổi thiết kế lại một chút là cái phần mũi ha. Còn về cái vị trí của vận động viên quỳ để bơi thì mình nghĩ là chắc cũng sẽ có thay đổi, có thêm vô, có thể là thêm dán bờ đây nè để quỳ á. Rồi rồi không biết là chắc là thay đổi luôn cái tăng đưa này nè các bạn. Đó, có thể là thay đổi tăng đưa nữa. Ồ, mấy cái chốt đó,
thấy mấy chốt này chốt chốt bằng sắt các bạn, họ đóng sắt, họ cầu mấy cái móc họ cầu vô, họ cầu móc nha, cầu móc như là mấy cái vị trí mà cong, cây cong nãy giờ mình quên nữa các bạn. Cây cong các bạn có thể thấy là cây cong làm như là nó hơi nhỏ ha các bạn, đây, cây cong nó hơi nhỏ, bề ngang có lóng rưỡi tay mình, cái cong nó hơi nhỏ, nhỏ mà thưa nữa, nó cong vừa nhỏ vừa thưa, mà cái dáng thì nó khá là dày, với cái đường đua như là ở Sóc Trăng mình á thì chỉ bơi cự ly dài nhất là cự ly 1200, nhưng mà ở bên Campuchia là người ta bơi cự ly rất là dài, 2000 hay 3000 gì đó. Cho nên là có thể thấy là một khi mà chiếc ghe với những cái các bạn có thể thấy, mình cũng có xem nhiều cái clip bơi ở Campuchia, là có thể thấy là cái ghe mà bị bỏ nửa thân hoặc gần một thân ghe, nhưng mà với lực của vận động viên bơi á, người ta tăng tốc, người ta có thể tăng tốc, người ta bơi ăn ngược trở lại luôn. Đó, bị bỏ thân ghe người ta có thể vượt lên ăn ngược trở lại, với cự ly là bấm đuổi có thể là một cây số. Cho nên là bơi ở Campuchia và bơi ở Việt Nam mình nó khác rất là nhiều, vì lý do đó mà Việt Nam mình chỉ chơi ván ghép, ván mỏng. Đó, còn ở Campuchia là truyền thống độc mộc. Đó, thì sư Dụ Trì là cũng muốn giữ một cái truyền thống độc mộc của cái ghe ngon, cho nên là sư mới đặt đóng cái ghe này mang về. Thì giá cả thì mình cũng không biết, tại vì cái đó là cũng hơi tế nhị cho nên mình cũng không có hỏi. Đó, còn để ngày nào ghe này Hà Thủy để test thử tốc độ này kia thì từ từ mình sẽ hỏi lại, rồi nếu mà mình nắm được thông tin ngày giờ chính xác thì mình sẽ sang mình quay cho cả nhà mình xem. Còn nếu không thì có thể là sẽ đến tới Hà Thủy mang ra Sóc Trăng bơi luôn đó các bạn. Ồ, ở đây họ có chơi cái lỗ nha các bạn. Chà, cái lỗ này thì để lên họ xả nước ra. Đó, lên họ xả nước ra. Thì sau đó họ sẽ bích lại. Vậy là cái ghe họ có chơi khoan cái lỗ các bạn. Đó. Đó, nhìn cái ghe rất là kịch cọm, rất là dày luôn các bạn. Phần đáy đây các bạn. Cong á là họ khoan. Họ khoan nói chung là không biết là họ khoan họ bắt bù lon các bạn. Bù lon âm vô chổng, họ khoan cho âm chổng xong rồi họ chát chai lại. Này, chai lại. Mình hạo thử cái chiều đứng của cái chỗ cái bụng đó, bụng giữa này thì chiều đứng của nó là 50 phân. Dáng nhảy thì mình thấy dáng cũng dáng ghép chứ không phải là một tấm dáng chảy dài từ ngoài trước ra ngoài sau. Đây là vị trí ghép nè. Họ ghép cái kiểu gì ngộ vậy ta? Mình không thấy cái lằn chẻ xéo các bạn. Hay là cái này thiếu dáng họ thêm lên nè. Cái này thiếu dáng họ thêm lên. Con khúc à. Con khúc từ chỗ này nè các bạn. Nghe là cái tấm dáng bên kia là một tấm chạy dài từ ngoài trước ra ngoài sau nè. Đó, bên đó là một tấm chạy dài từ ngoài trước ra sau nè, còn bên đây là có ghép cái khúc giữa nè. Ghép một khúc giữa đây lại đằng khỏi cái cảo một tí đó các bạn, lại khỏi cái cảo một tí này, lại tới đây nè, lại tới đây nè bạn, nó có ghép một khúc giữa này. Đó, vì là cái tấm bên phải là nó nguyên, còn cái tấm bên trái là có bị khuyết điểm ở giữa một tí, không biết là có ảnh hưởng gì không. Đó. Rồi thì mang về thì cũng giống như cách truyền thống của bà con mình vận chuyển đi ra Sóc Trăng thôi, đặt hai máy ở bên, nó chạy từ Campuchia về. Mình cũng không biết là đóng ở tỉnh nào nữa, nãy mình cũng quên hỏi.
Rồi thôi, thời gian còn dài để từ từ mình sẽ tìm hiểu cho cả nhà mình nghe ha. Thì thôi, video mình quay đến đây cho cả nhà mình xem thì cũng cũng khá giờ dài rồi, thì lòng vòng dưới kia cũng có nhiều đó thôi. Thì mình xin kết thúc cái video ở đây nha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi. Thái Dương TV xin chào và hẹn gặp lại.